Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau ạ. Vâng, tôi đang nói là chúng ta làm việc năng suất quá. Vâng, một cái quá trình xử lý khủng hoảng truyền thông là rất đau đầu, rất căng thẳng, mà chúng ta làm việc cứ năng suất thế này thì rất tốt. Vâng. Thế thì bài học này thì tôi sẽ nói về một số cái cách thức nhỏ nhỏ thôi để chúng ta có thể trả lời truyền thông nhá. Một số cái nguyên tắc, cách thức để trả lời truyền thông. Thì thứ nhất là đi vào việc luôn, được chưa? Chỉ trả lời khi mình biết chắc chắn là mình muốn trả lời, nhớ nhá. Chỉ trả lời khi mình biết chắc chắn là mình muốn trả lời. Đấy. Thế còn mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình không nên trả lời và tại sao mình nên trả lời, và mình quản trị rủi ro, mình đánh giá là nếu mình trả lời thì tốt như thế này và nhược như thế này, nếu mình không trả lời thì tốt thế này, nhược thế này, đúng không ạ? Đấy là câu chuyện. Còn tất nhiên tôi vẫn khuyên là mình vẫn nên trả lời thì hơn, đúng không? Chỉ trả lời các phóng viên, các biên tập viên mình có thể tin tưởng, mình có biết, đúng không ạ? Và mình có giấy mời làm việc đàng hoàng. Đấy, chỉ trả lời các câu hỏi đấy, nếu như mà chúng ta có biên bản làm việc, có giấy giới thiệu của cơ quan báo chí, của cơ quan phóng viên đến khi làm việc, khi liên hệ, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ rằng là không trả lời qua điện thoại nhá, hạn chế trả lời qua email. Không trả lời một cách trực tiếp mà người ta ghi âm ẩu, bởi vì tránh cái việc là chúng ta vì nói mà văn nói bao giờ nó cũng không tốt bằng văn viết đó. Cho nên là khi về là phóng viên, mà nhất là những người mà người ta có cái dã tâm nó không được tốt lắm, đúng không ạ, thì người ta có thể gây ra những bất lợi cho mình. Thí dụ như là phóng viên đến một cái cửa hàng xăng dầu phỏng vấn về một câu chuyện là tại sao cửa hàng xăng dầu có biển là cấm hút thuốc cộng với lại cấm sử dụng điện thoại di động. Thế mà tôi vẫn thấy khách hàng hút thuốc gần đó, tôi vẫn thấy khách hàng sử dụng điện thoại di động ngay tại đó, thì cái biển cấm này có ý nghĩa gì? Đấy, thế thì một cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu đã trả lời là ok, cảm ơn cái câu hỏi của anh chị phóng viên, thế thì tôi là sẽ phải xin ý kiến của cấp trên để trả lời. Tôi sẽ trả lời được nhưng mà tôi phải xin ý kiến, và đồng thời thì mời anh chị quay lại vào buổi hôm sau làm việc và vui lòng là mang theo cái giấy giới thiệu về công việc. Thế thì như vậy các bạn sẽ kéo dài được thời gian một chút. Thứ nhất là phóng viên người ta không có giấy giới thiệu, không có thẻ hành nghề thì bạn không trả lời là đúng rồi, tôi biết bạn là ai đâu, đúng không? Thế đến khi người ta lấy về giấy giới thiệu, một hai hôm người ta quay trở lại thì mình cũng đã báo cáo cơ quan, mình cũng đã có đội ngũ chuyên gia hướng dẫn trả lời rồi, thì lúc đấy mình sẽ thay mặt và đại diện cho cửa hàng nếu được phép, đúng không ạ? Còn nếu không thì công ty sẽ cử người phát ngôn ra, cử chuyên gia ra trả lời với một cái văn bản đã chuẩn bị sẵn. Thậm chí mình có thể không trả lời bằng lời nói, mình sẽ gặp gỡ, trò chuyện, uống nước trà, mời vào văn phòng làm việc và trả lời bằng văn bản. Mình đưa văn bản ra là họ muốn đánh gì thì đánh, đúng không ạ? Họ muốn đánh gì đánh, họ muốn viết gì thì viết, thì mình đã trả lời bằng văn bản rồi. Tất nhiên là câu từ mình cũng đã chuẩn chỉ trau chuốt hết rồi, đúng không? Đấy, mình sẽ chỉ thừa nhận và xin lỗi thành khẩn nếu như mà đó là lỗi của chúng ta. Tất nhiên là cái sử dụng cái cách thức xin lỗi, ngôn từ xin lỗi phải hết sức là tinh tế nhá. Tôi vẫn rất là hâm mộ cái cách sử dụng ngôn từ của Facebook trong quá trình xử lý khủng hoảng, hay là của Starbucks Coffee trong quá trình xử lý khủng hoảng, như các bạn đã được biết trong các cái ví dụ, đúng không ạ? Tôi rất là thích cái cách người ta sử dụng ngôn từ và cách người ta xin lỗi như vậy, vô cùng là thật tâm, vô cùng là có trách nhiệm, và vô cùng là rất là dễ chấp nhận, dễ được tha thứ. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là rất tuyệt vời, đúng không ạ? Nên trả lời với cái thông điệp hết sức là nhẹ nhàng, tinh tế, đúng không ạ? Nhận lỗi về mình, tránh việc đổ lỗi. Và thế nhưng mà cái gì đúng thì mới nhận, cái gì sai thì không nhận và nói tránh đi. Tuyệt đối không bao giờ xui khách hàng đi sử dụng dịch vụ của người khác, của đối thủ, đúng không ạ? Hay là tuyệt đối đừng có là gồng mình lên rồi thì xù lông nhím lên để bảo vệ mình, hay dỗi, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái trạng thái như vậy. Rồi thì kể cả khóc lóc xin lỗi cũng phải, nó cũng phải có một cái nghệ thuật, chứ không phải là cứ bù loa lên là được, đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ xem một số các nguyên tắc vàng chúng ta nên làm là gì.